Xin chào các bạn, hôm nay Tiên Dục sẽ gửi đến thông tin tuyển sinh của phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre, mẹ trường USB. Sau đây là những thông tin tuyển sinh năm 2021 của nhà trường. Trong năm 2021, phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre tuyển sinh hệ chính quy ngành kỹ thuật xây dựng với chỉ tiêu 100 sinh viên với 5 phương thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: 1. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. 2. Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông những năm trước cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Phạm vi tuyển sinh toàn quốc. Với ngành kỹ thuật xây dựng, nhà trường sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, D90. Trong năm 2021, phân hiệu có 5 phương thức xét tuyển độc lập. 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 2% trong tổng chỉ tiêu. 2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 3% trong tổng chỉ tiêu. 3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 10-30% trong tổng chỉ tiêu. 4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 chiếm 20-40% trong tổng chỉ tiêu. 5. Xét tuyển kết hợp học bạ trung học phổ thông chiếm 10-30% trong tổng chỉ tiêu. Dưới đây là một số ưu điểm khi là sinh viên của phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre. 1. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng kỹ sư xây dựng do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng. 2. Học phí 7-8 triệu trên một học kỳ theo quy định của nhà nước về học phí của trường đại học công lập. 3. Sinh viên được giới thiệu vay vốn ưu đãi 0% từ Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt quá trình học tập. 4. Nhiều học bổng đối với sinh viên giỏi, hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách. 5. Đảm bảo 100% có việc làm. 6. Chương trình đào tạo tập trung phát triển kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học và các phần mềm chuyên môn, chú trọng nâng tầm sinh viên đạt chuẩn quốc tế. 7. Nhận ngay học bổng 2 triệu đồng với mỗi sinh viên khi xác nhận nhập học. Thông tin liên hệ: phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre, địa chỉ 99A quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Vừa rồi là những thông tin bọn mình đã tổng hợp. Nếu bạn thấy còn thiếu, đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận để bọn mình hoàn thiện hơn trong những clip tiếp theo. Và các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhé.